Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu thì chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Anh em đã nghe luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn thầy bảo cho anh em biết, bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả, nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng Chúa Nhật thứ sáu thường niên hôm nay, Chúa Giêsu đã đi thẳng vào trọng tâm của lề luật. Ngài đã vạch rõ những hiểu biết sai lầm về luật và lối sống vụ luật, đồng thời dạy dỗ cho dân chúng lối sống mang lại hiệu quả theo luật của Thiên Chúa. Điều này hoàn toàn có cơ sở vì ngay trong chương 5 của tin mừng, Thánh Matthêu cho ta thấy Chúa Giêsu long trọng công bố 8 mối phúc thật là những con đường luật mới để vào được nước trời. Một nguyên nhân khác nữa đưa đến sự ngộ nhận nơi các môn đệ, đó là các ông đã chứng kiến rất nhiều lần Chúa Giêsu tranh luận với các luật sĩ và biệt phái xoay quanh về luật, như luật ngày Sa-bát, luật ăn chay, rửa tay trước khi dùng bữa. Trong các cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu thường lên án mạnh mẽ thái độ hiểu sai và dự luật hình thức của các luật sĩ và biệt phái. Như vậy, các môn đệ của Chúa Giêsu nghĩ rằng Chúa Giêsu muốn hủy bỏ luật cũ để lập nên một luật mới. Nhưng Ngài khẳng định, ta không đến để bài bỏ, nhưng là để kiện toàn. Có nghĩa Chúa Giêsu không hủy bỏ bất cứ luật nào, nhưng là để kiện toàn. Ngài kiện toàn một cách quyết liệt và mạnh mẽ, khiến các môn đệ ngộ nhận là bài bỏ. Đòi hỏi của Chúa Giêsu thật là gay gắt. Vì thế, Ngài khuyên cáo các môn đệ của Ngài, ta bảo thật các con, nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào nước trời đâu. Các luật sĩ và biệt phái quan niệm về sự công chính rất hẹp hòi. Họ chỉ bo giữ cho mình để được cứu độ. Hồn ai người ấy giữ. Họ không thèm quan tâm đến người khác. Đó là lối sống đạo đức ích kỷ. Nhưng sự công chính của người môn đệ của Chúa phải đi xa hơn. Ta phải đặt mình vào mối tương quan với anh chị em. Họ được cứu độ, ta mới được cứu độ. Có nghĩa ta phải dạy cho người khác nữa, chứ không thể chỉ bo giữ cho mình. Có như vậy ta mới công chính hơn biệt phái và luật sĩ, tức ta mới vào được nước trời. Tuân giữ luật của Chúa. Khi tuyển chọn dân riêng, Thiên Chúa cùng lúc loan báo cho họ giới luật, để từ đó người được mời gọi tuân giữ cũng dựa vào tiêu chuẩn ấy mà tổ chức cuộc sống của mình. Ai không sống theo luật thì sẽ bị xem là người ở ngoài lòng thương xót, tức là dân ngoại, và hết tâm hồn uốn nắn để sống theo khuôn mẫu của lề luật thì sẽ được chính lề luật gìn giữ và bảo vệ, và được trọng thị dưới mắt mọi người, và được xem là công chính dưới ánh nhìn của Thiên Chúa. Ta có thể lấy ví dụ như Thánh Giuse là một người điển hình. Ta không biết gì về thuở thanh xuân của Thánh Giuse. Có chăng trong gia phả của Chúa Giêsu như một người thuộc hoàng tộc David, nhưng chính qua việc trăn trở nội tâm thuở đính hôn với mẹ Maria, con người của Ngài mới được hé lộ. Ngài là người tuân giữ luật Chúa trong tinh thần yêu thương. Sự công chính nơi Ngài
không dừng lại nơi việc tuân giữ các hình thức và đúng mực theo quy định của luật, nhưng là thái độ, tinh thần và con tim đã làm nên nền tảng định hướng cho mọi ứng xử. Trong Thánh Vịnh, chân dung người công chính gắn bó với luật của Chúa được diễn tả qua tâm tình yêu mến luật Chúa. Chúa quý hơn kho tàng và Chúa yêu chuộng người đó hơn châu báu ngọc ngà. Thì Thánh Giuse thấm nhuận những tâm tình tương tự, chắc chắn đã yêu mến luật Chúa và tuân giữ luật ấy một cách nhuần nhuyễn, hòa quyện với yêu thương để được gọi là người công chính, người vui thú với lề luật của Chúa đêm ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con can đảm để luôn vui sống với luật Chúa đêm ngày, để chúng con luôn biết yêu thương tha nhân và tôn thờ Thiên Chúa trên hết mọi sự. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong niềm tín thác và vâng phục cho đến cùng, để trong mọi sự chúng con chỉ tìm thánh ý Chúa và xây dựng những giá trị nước trời. Amen.